chào cô chú đi con. Xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Chào cô chú nè. Đại gia đình mình ơi, hôm nay là gia đình mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi chơi tiếp. Trời ơi, ăn rồi đi chơi hoài sướng quá. Đi biển nè cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái tour đi biển trong mấy ngày. Đầu tiên điểm xuất phát của mình là Long Hải, sẽ trở lại Long Hải. Sẽ đến chợ Long Hải cũng mua đồ ăn, quay một vòng cho cả nhà coi chợ Long Hải, rồi sau đó mình sẽ đi tham thú cái chỗ bãi biển du lịch nào đó để mình ghé vào để mình ngồi mình ăn, mình làm đồ ăn, mình ăn sinh hoạt cũng như là quay cho cả nhà coi, để cho cả nhà mình mới mốt mà ai mà cũng muốn đi du lịch Long Hải hay là du lịch ở những cái chỗ mà mình đến mà có thể là biết thêm được những cái chỗ hay đẹp độc đó. Rồi thì chuyến du lịch hôm nay cũng cả gia đình mình thôi, mình sẽ đi trong một vài ngày, thì lịch trình như thế nào, cụ thể như thế nào thì xin mọi người hãy tiếp tục chờ đợi cái series hành trình đi biển của gia đình mình ngày hôm nay nha. Đó. Ở sau là cô chú thấy là Bali đang hợp lý với bà nội. Rất là nhiều cô chú anh chị nói là tại sao mà Bali với Vincent là không có cái ghế, có đem cái ghế nha cả nhà. Nhưng bây giờ ở đây là mình mới vừa ở ngoài đường, mình ở trong nhà mình ra đó. Thì khi mình để mình quay phim cho cả nhà coi á thì phải để ẩm em lên để cho cô chú anh chị thấy, cũng như là sắp xếp ổn định đội hình. Ra ngoài đường bắt đầu bà cũng sẽ bỏ lại cái ghế baby sit cho em rồi cho em nằm lên. Đó, nên tại mình có mua mà. Nhưng mà cô chú lo ở bên nước ngoài nó không có, nó phải bắt buộc em bé ra là phải có cái ghế. Ở Việt Nam này thì cũng nói thật với các cô chú anh chị là tại vì mình lo lắng cho con em mình thì mình mới là mua cái ghế này nằm. Ở Việt Nam nó không giống như nước ngoài cô chú anh chị. Người ta không có bắt buộc mình phải mua, nhưng mà vì an toàn thì mình phải mua cho con em mình mà mình nằm thôi. Đó, nên là cũng mong cô chú anh chị hiểu nha. Thì bây giờ bắt đầu trên đường đi nó có những cảnh đẹp như thế nào hay là nó có những cái gì hay thì Bảo sẽ tiếp tục quay cho cả nhà coi. Mời cả nhà hãy cùng gia đình mình trải nghiệm chuyến đi cũng như là chuyến du lịch biển ngày hôm nay cũng như là vài ngày sắp tới với gia đình mình nha. Rồi. Bây giờ lần đầu tiên hình cờ sáu mẹ của ông ngoại là Bảo á, nó nói ra sợ con đi Long Hải, ông ngoại đi chơi cho biết người ta. Cái hồi đó giờ ông ngoại biết Long Hải, nhờ dịp đó đi ông ngoại cũng cố gắng ngồi theo nó đi chơi. Cái hồi đó giờ nghe nói Long Hải cho con biết, nó chở một lần đi Vũng Tàu rồi. Đi Vũng Tàu rồi. Đà Lạt đi đây. Đi Đà Lạt rồi. Nó nói gì là đi Long Hải. Cho biết người ta. Đi Long Hải xong rồi mình sẽ đi dọc ra ngoài. Dọc ra ngoài cái hướng đường ven biển của mình đi ra, sẽ ra tới Bình Thuận luôn cả nhà. Chuyến đi này mình sẽ đi như vậy. Thì cũng rất là hấp dẫn đó. Thì cả nhà mình hãy chờ đợi và đón xem cái video này nếu nha. Nếu mà cả nhà mà đi theo gia đình mình là sẽ được biết nhiều bãi biển nữa. Đúng rồi. Thì cái cách như thế nào tới mỗi nơi bỏ xe review mỗi cái cho cả nhà coi, để cả nhà mình coi cái chỗ này nên đi hay không. Là đẹp như thế nào, để sau này mình có dự định mình đi dẫn con cháu mình đi thì mình sẽ biết. Cũng qua cái video này, nếu mà bạn nào ở gần cái vùng mà Vũng Tàu, Long Hải hay là La Di đó anh, nếu mà biết cái chỗ nào địa điểm ăn ngon hả thì có thể nhắn cho gia đình mình biết, mình cũng review. Đúng rồi, đúng rồi. Giống như trước mình đi Đà Lạt cũng chờ các bạn là nhiều hơn. Đúng rồi, đó thì vậy đó. Các bạn nào ở khu vực đó là sẽ đặt cái chỗ đó. Đây các bạn ơi, bây giờ là gia đình đã bước vô Long Hải rồi nè. Du lịch Long Hải, xe buýt khách. Thì từ đây mà đi vào Long Hải còn khoảng 10 cây nữa cả nhà. Đây cả nhà, bây giờ tới chợ Long Hải rồi nè. Đó, ông ngoại cũng muốn xuống đi vô chợ không ngoại? Đó không nghe, vô chợ để coi cá, coi đồ, mua đồ ăn. Đó. Bãi. Đi đâu con, đi đâu? Đi đâu? Đó, bây giờ vô chợ nha cả nhà, coi có đồ gì không mình mua xong ra bãi mình ăn uống. Hôm nay là đi mình gia đình mình đi biển là dạ kiểu dã ngoại cả nhà, đem đầy đủ son nồi, bây giờ chỉ mua đồ ăn thôi. Bây giờ tới chợ cá rồi nè cả nhà. Coi có gì hay hay không? Có
ngoại để từ từ để ở ngoại với. Mực bạch tuộc, mực cũng ngon ghê cả nhà. Gió quá ta. Vô chợ cả nhà thấy là xôn xao quá chú bộ. Cá tươi xanh ghê. Rồi ngoài là đi xuống dưới đi. Đi ngoài. Đi sẵn vô luôn, sẵn vô luôn. Hỏi ghẹ thử nhiêu ký mà. Hỏi ghẹ nhiêu ký mà. Ghẹ nhiêu vậy em? Hả? Ghẹ trên bảng nè. Hả? Biết là phải bán rẻ nghe. Con bán cho cô luôn giá nha. Cái này 400, cái này 300. Cái nào cũng ngon hết, cái này nó hơi nhỏ, cái này nó dạ. Hơi dứa em. Ghẹ, ghẹ, ghẹ. Chị đi dạo bẫy chứ không có dài hả? Chị là em ruột không? Chị, anh. Anh. Dạ. Anh ruột quá đó. Chị là em ruột em rồi. Qua ông Cà Na là nhiều như ta. Ở đây cũng gặp một cái chị về coi video này hết chưa? Dạ. Dạ hả chị? Không sao. Cảm ơn chị nha. Bán gì á? Tuột rồi bán sao? Đi còn mấy tiếng về thôi ạ. Cái này làm gì ăn được ta? Cái này mình xào xào mình nướng. Nói chung là mình để nguyên do, mình không có làm bụng đi á. Em hãy xem cái chị gì chị Ngọc ấy. Em xem chắc được 7 tháng nay rồi. Phải không? Là bắt đầu chứ hôm nay lên YouTube luôn nha. Thôi vậy lấy em ra một ký này đi. Em còn 2 ký nữa ăn hết rồi đi. Em đi về luôn. Không hết. Nhưng mà em ăn quảng cáo hàng này ngon là sao anh ăn em đóng hàng cho anh. Ờ, nhưng mà một ký thôi. Giới thiệu. Đừng có làm bụng nha, để nguyên bụng ăn ngon hơn. Okay. Dạ. Nếu mà ngon thì mình giới thiệu ngay chỗ này là gần cuối chợ luôn cả nhà, nhớ mặt kỹ là đó là xem YouTube của Quỳnh Thúy Bảo là giảm giá phải không? Dạ. Em ơi xin Quỳnh Thúy Ngọc. Dạ. Đây xem kênh chị Ngọc nữa nè. Dạ cô. Nhìn cô bên ngoài còn đẹp gái là trong ngoài trong ngoài. Dạ nhìn chị. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con ủng hộ gia đình. Hả? 2 ký. Rồi. Để đây nhìn trong ấy thì nó nhỏ mà nhìn này nhiều cao ha. Đập, con lấy tiền. Vui lắm. Đúng rồi, mấy lần luôn, lần nào cũng ghé đó. Ờ vậy hả? Ờ đúng rồi. Đúng rồi đó. Nhiều lắm.
đây 120 phải không? Rồi đây, gửi nha, cảm ơn nha. Ủa ốc này ốc gì? Ốc này ông Dung, ốc này ai ăn thì lên ai cũng ăn thì thôi vậy được rồi. Có mua kẻ mua gì không? Đó đang mua kia, Ngân đang lựa nè. Giới thiệu đó nha, quay lên giới thiệu nên là cho nó ngon để mà mọi người còn biết đi mua nữa. Tại vì mà mất uy tín là mốt người ta không mua là. Bên đây là 300.000 ký nè cả nhà. 300, cái này 400 nè. Gầm. Quen mà không mớt luôn thấy không? Không mớt nhưng mà được cái là đảm bảo. Chợ này tính ra con nhiều lắm, có một chị coi comment lên nói là chị ngồi ở đâu đó cho số điện thoại luôn mà bữa giờ quên lưu lại giờ không biết. Ở Ba Lê con mấy hả? Cháu ngoại ở bên Canada. À vậy hả? Con ngoại Canada hả? Rồi cảm ơn nhiều nha. Đi, mình đi ra mình mua kiếm đầu cá bóp đi, cái đầu cá đi nấu lẩu đi. Đó bà tụt mới mua rồi. Đi. Mua cái đầu cá bóp. Coi đầu cá bóp. Cô quá trời luôn, chợ này mua nhiều bà, nhiều bà chị lắm. Tôm biển nè. Tôm biển nè mẹ. Biển ngon không? Như cái này tao lựa lên đây mua anh. Thằng kia có. Tôm này nhiêu ký đây? Chị? Bán rồi hả? Nhưng mà nhiêu ký? Bao nhiêu một ký lận? Đầu có bóp nhiêu cái cô? Bóp nguyên con là nạt không? Cái đầu. Đầu à? Cái 80 thôi, nạt là 180 nguyên con. Con cái đầu đi cô. Nhà mình thích ăn đầu cả nhà. Đầu nấu cái lẩu. Bữa này là xong phải không? Vậy em đâu là đâu là. Cá bóp này. Ở chợ thì hàng lên hàng gần bờ lên đó, cả nhà đang mua sắm ở trong chợ thì hết pin nên là bây giờ ra ngoài xe mới thay pin được. Thì bây giờ Bảo xin kết thúc cái video ở đây. Nãy giờ cũng như là chuyến đi của mình cũng như là một vòng vào chợ Cam Hải cho các bạn coi, gặp gỡ những bạn, những anh chị hay theo dõi video của gia đình mình thì rất là thích. Thì các bạn nào mà có nhu cầu muốn vào đó thì các bạn cứ nhớ mặt nha, coi video và nhớ mặt.
ở vô góc chợ cá đó, thường vô chợ cá mà vô góc gần cuối chợ luôn thì bán ghẹ bán đồ rất là chưa biết nha, để ăn rồi mới biết, để mà thì hẹn video các bạn video sau. Bây giờ mình xin kết thúc video đây nha, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ theo dõi video của gia đình mình nha, bye bye.